Hello, xin kính chào quý vị đã quay trở lại với Tấn Huy Toyota Tân Cảng, chuyên mua bán xe qua sử dụng chính hãng. Thì hôm nay Huy xin phép được cập nhật giới thiệu đến quý cô chú anh chị những sản phẩm đang được Toyota Tân Cảng chào bán. Cứ mỗi 1 đến 2 ngày thì Huy sẽ cập nhật liên tục những cái sản phẩm mà đã được bên Huy làm đẹp, đã hoàn tất Marukuri, cũng như là những cái sản phẩm mới vừa về để anh chị và các bạn mình tham khảo, xem qua. Và bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota, là hãng nha các anh chị nha. Thì những cái sản phẩm bên Huy luôn cam kết kiểm tra nghiêm ngặt 176 hạng mục phần đầu vào của anh chị. Và những cái sản phẩm khi mà giao đến các anh chị thì bên Huy sẽ cấp giấy cam kết đảm bảo tình trạng xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không bị ngập nước nha các anh chị nha. Và sẽ cấp sổ bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây số về động cơ và hộp số cho những cái sản phẩm của Toyota, cho anh chị hoàn toàn yên tâm. Và hiện tại thì bên Huy đang có chương trình thu xe cũ đổi xe mới, xe cũ đời thấp lên xe cũ đời cao với giá tốt nhất so với thị trường. Cho nên anh chị nào đang có xe cần đổi, hay là anh chị cần định giá, cần bán chiếc xe cho mình của mình, thì anh chị gửi cho Huy một tấm hình đầu xe, một tấm hình sổ đăng kiểm và một tấm hình công tơ mét, thì Huy sẽ định giá cho anh chị nhanh chóng, gửi qua số Zalo cho Huy 0937 688 847 nha các anh chị nha. Và tiếp theo Huy mời các anh chị mình sẽ đi xem chi tiết những sản phẩm đang có mặt tại Toyota Tân Cảng ạ. Đây là những sản phẩm mà đã được Toyota Tân Cảng bên Huy hoàn tất khâu Marukuri làm đẹp của anh chị. Huy sẽ giới thiệu cho anh chị về ngoại thất, rồi nội thất bên trong, cũng như là về giá xe nha các anh chị nha, để anh chị nắm. Thì đây là chiếc xe Camry 2.5W các anh chị, được sản xuất vào năm 2015. Xe này cá nhân đi giữ rất là kỹ, bảo dưỡng hãng, chỉ là bảo dưỡng hãng thôi nha các anh chị nha. Ngoại thất và nội thất của chiếc xe này còn rất là mới. Với một chiếc xe cá nhân đi, gia đình sử dụng, đi kỹ, bảo dưỡng hãng đầy đủ, thì đây là một mẫu xe mà có khá là nhiều khách hàng hỏi Huy trong thời gian vừa qua. Về đèn thì sử dụng công nghệ đèn xenon và có cảm biến khoảng cách từ phía trước. Camry 2.5W là mẫu xe gọi như là bản cao cấp nhất các anh chị. Vỏ còn rất là dài nha các anh chị nha. Màu nâu vàng. Đó, những cái đường gân này anh chị thấy. Gương thì gập tự động, có mặt gương là có chống bám nước ha, chống bám nước. Và công tắc ra và cửa thông minh được bố trí ở cửa bên tay. Nội thất bên trong là màu đen nha các anh chị. Công tắc lên xuống kính là auto một chậm, chống kẹt ở tất cả các cửa. Và có nhớ hai vị trí ghế vô lăng cũng như gương chiếu hậu, chỉ có trên bản quy thôi nha các anh chị nha. Ghế chỉnh điện 10 hướng da đục lỗ. Sản xuất vào năm 2015 nha các anh chị, 2015. Khá là rộng rãi với nhiều những cái option, những cái tính năng an toàn. Thì đây là một mẫu xe khá là hợp lý cho quý chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình. Với mức giá hiện tại đang được bên Huy chào bán là 755 triệu nha các anh chị nha. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập luôn các chị. Mình có thể điều chỉnh được nhiệt độ ở phía bên tay, bên phụ cũng như là phía sau riêng biệt nhau. Có 4 cảm biến khoảng cách phía sau luôn nha các anh chị nha. Ok. Rồi, tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Camry 2.5W biển Long An, được sản xuất vào năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Màu đỏ khá là đẹp. Xe có trang bị cửa sổ trời các anh chị. 2019 thì Toyota ra mắt mẫu xe khá là bắt mắt, một chiếc xe phân khúc hạng D rộng rãi. Đây là bản 2.5W, bản cao cấp. Xe được trang bị thêm những cái hệ thống như là hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống hộp số thì có 3 chế độ Eco, Normal và Power Sport các anh chị. Phanh tay bằng điện, có chế độ Cruise Control, ga tự động, lái chỉ số trên vô lăng. Hệ thống túi khí được trang bị là 7 túi khí và những cái tính năng an toàn thì có đầy đủ, như hệ thống ổn định hiện thân xe, hệ thống hỗ trợ khai ngang dốc, cân bằng lực phanh điện tử đều có hết ở trên cái sản phẩm này. Và xe được trang bị cảm biến áp suất lốp luôn nha anh chị nha.
với giá bán hiện tại đang được Toyota Tân Cảng Minh Huy chào bán là 1.148.000.000 thôi nha các anh chị. Và tiếp theo đây là chiếc xe Colatis 1.8G được sản xuất vào năm 2017. Chiếc xe này chủ xe đi rất kỹ luôn, chỉ bảo dưỡng trong hãng thôi nha các anh chị nha. Hiện tại xe đi được khoảng 70.000 cây số, biển số ở Cần Thơ và đang được Minh Huy chào bán với giá là 606.000.000. Thì xe Camry cũng mới được Minh Huy giảm giá 5.000.000 và chiếc Colatis này cũng mới được Minh Huy giảm giá tới 11.000.000. Màu đen, nội thất màu kem nha các anh chị. Ghế chỉnh điện 10 hướng. Hộp số tự động vô cấp nha, khá tiết kiệm nhiên liệu. Chuyển số êm dịu. Đó, mọi thứ thì đã được Minh Huy kiểm tra kỹ lưỡng. Thì anh chị nào mua về sử dụng cho gia đình mình thì anh chị có thể tham khảo sản phẩm này 2017. Với những cái sản phẩm bên Huy thì luôn cam kết đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Có văn bản cho anh chị đàng hoàng cũng như về chế độ cấp sổ bảo hành cho anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây số. Chiếc xe này cá nhân đi gia đình sử dụng kỹ các anh chị, cho nên là tuy là 2017 nhưng nhìn nó rất mượt như là 2019 nha các anh chị. Nội thất bên trong lung linh luôn. Gia đình đi rất kỹ. Ok các anh chị, với giá bán 606.000.000, Colatis 1.8G 2017. Một chiếc xe phân khúc hạng C khá là rộng rãi. Và bên cạnh đây là chiếc xe Camry 2011. Đi được 75.000 cây số, biển số thành phố. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được Minh Huy chào bán với giá là 520.000.000. 520.000.000, một chiếc xe Camry thuộc phân khúc hạng D. Rất là rộng luôn các anh chị. Đó, có cửa, gió, hàng ghế phía sau, đầu DVD. Mọi thứ đã được Toyota Tân Cảng Minh Huy kiểm tra kỹ lưỡng. Và về động cơ, hộp số thì Minh Huy sẽ bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây số nha anh chị. Đó, anh chị xem qua về sản phẩm. Ok các anh chị. Và đây là một chiếc xe Colatis 2014 1.8G các anh chị. Khá là đặc biệt với mẫu xe này, mới đi được có 45.000 cây số. 2014 chỉ làm trong hãng thôi, full lịch sử hãng nha các anh chị nha. Xe khá là đẹp và gia đình đi rất kỹ. Đó, đi ít các anh chị, lịch sử hãng đầy đủ. Cho nên là Odo thì anh chị yên tâm, cam kết Odo chuẩn cho anh chị. Có mở rộng nha các anh chị. Kệ mưa. Đó, tắp bi. Ghế. Ghế. Đây, sản xuất vào năm 2014 các anh chị. 2014. Ghế chỉnh điện 10 hướng nha. Odo chuẩn 45.000 cây số. Xe thì được chủ xe trang bị camera hành trình. Đây camera hành trình các anh chị. Có tích hợp dẫn đường và camera gear. Một chiếc xe phân khúc hạng C khá là rộng rãi, phù hợp với nhiều anh chị em đang cần mua về sử dụng cho gia đình mình. Rộng rãi các anh chị ha. Và tiếp theo, đây là một chiếc xe Xpander Cross. Xpander Cross 2021 luôn các anh chị. Xe có trang bị camera gear phía sau. Nhìn thiết kế kiểu dáng khá là đẹp. Đây là một chiếc xe 7 chỗ, giá vừa phải. Hiện tại thì chiếc xe Xpander Cross 2021 này hiện tại đi được 13.000 cây số và Minh Huy đang chào bán với giá là 672.000.000 nha anh chị. Rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Ở đường trường thì anh chị chỉ cần phải tốn 5.9 lít trên 100 cây số. Đó, tắp bi đồ còn rất là mới nha anh chị. Đó, những cái miếng trang trí và chống trầy, keo đồ còn dán ha. Nội thất bên trong còn thơm mùi nội thất của xe mới. Rộng rãi. Rộng rãi các anh chị. Thì anh chị mua về sử dụng cho gia đình mình khá là hợp lý. Với một chiếc xe được khách hàng mua ưa chuộng và đánh giá rất là tốt luôn. Xpander Cross. Những cái hệ thống an toàn như là ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngăn dốc, cân bằng phanh điện tử thì có trên chiếc xe Xpander Cross này. Ghế da màu nâu phối dưới màu đen có gì. Hộp số đầu DVD khá là lớn. Odo chuẩn của xe là 13.296 cây số. Vô lăng bật ra các chị nha. Xe có chế độ cruise control, ga tự động và những phím điều chỉnh âm lượng, đàm thoại đánh tay và điều khiển giọng nói có hết ở trên sản phẩm. Gương gập điện luôn các chị. Rồi,
kiểu dáng thiết kế thì anh chị thấy ha, khá là ok. Và bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Innova 2019 số sàn, biển số tỉnh các chị nha. Chiếc xe Defender Cross là biển số thành phố các chị. Được sản xuất vào năm 2019, đầu 2019, và hiện tại xe này đi được 56.000 cây số. Xe màu bạc, chắc xe còn rất là đẹp, vỏ còn khá là dài các chị. Anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình mình thì anh chị mua những cái sản phẩm như thế này sẽ tiết kiệm được khá là nhiều. Nội thất bên trong là màu kem. Chủ xe đã trang bị nâng cấp cái bộ ghế da lên rồi. Và đây là những cái đệm lót cho bàn đạp côn, bàn đạp ga và bàn đạp thắng. Odo chuẩn của xe là 56.794 cây số các anh chị. Có trang bị camera hành trình, đầu DVD, camera gear. Hộp số thì có chế độ Eco và Power. Đó, anh chị thấy ha, xe còn rất là mượt, rộng rãi, 8 chỗ, khá là rộng, phù hợp với anh chị nào đang có nhu cầu mua sử dụng cho gia đình mình, hoặc là anh chị đang có nhu cầu mua về chạy dịch vụ, thì đây là một trong những cái mẫu xe khá là hợp lý, rộng rãi. Hiện tại thì chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 668 triệu nha anh chị. Toyota Innova 8 chỗ, được trang bị DVD, camera gear đầy đủ. Và tiếp theo đây là chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019, xe đi được 37.000 cây số, biển số thành phố luôn anh chị, màu trắng. Thì hiện tại chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 592 triệu các anh chị ạ. Với một chiếc xe 7 chỗ số tự động thì đây là một mẫu xe khá hợp lý với nhiều anh chị em đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình mình. Có công tắc rào cửa với những cái ốp tay nắm cửa mặt chrome, rộng rãi ha, ghế ngồi cũng khá là thoải mái. Đầu DVD thì được chủ xe nâng cấp lên đầu DVD Android Kovac các anh chị. Có camera hành trình 37.000 cây số nha anh chị. Ok rồi, tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Rush các anh chị, 2021. Thì chiếc này bên Huy cũng đã có khách đặt rồi, đang hoàn tất cái thủ tục hồ sơ ngân hàng. Và đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn, được sản xuất vào năm 2018 các anh chị. Xe cá nhân đi, gia đình sử dụng. Và chiếc xe này là màu bạc. Hiện tại xe đi được 110.000 cây số. Nội thất bên trong ghế màu đen, có trang bị đầu DVD và camera hành trình đầy đủ. Xe có những cái tính năng như là hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ thang ngang dốc, cân bằng lực phanh điện tử, có hết ở trên sản phẩm này. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 617 triệu nha anh chị nha. 617 triệu, biển số thành phố. Anh chị nào có hộ khẩu thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Màu bạc nha các chị. Ok. Và tiếp theo đây là chiếc xe 2.0e. Thì chiếc xe này là biển số 62A30318. Huy sẽ ok các anh chị, thì Huy thông tin sơ để anh chị và các bạn nắm qua về chiếc xe này. Chiếc xe này thì bên Huy đã có khách đặt lái các anh chị, Innova 2018. Và chiếc xe này là chiếc xe Fortuner máy dầu. Fortuner máy dầu các anh chị. Thì với chiếc xe này thì bên Huy đã có anh khách ở trên Lâm Đồng, ảnh có đặt mua xe 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, cực kỳ lướt và đẹp luôn các anh chị, màu trắng ngọc trai. Thì chiếc xe này đầu tháng 8 thì Huy sẽ giao cho ảnh. Và tiếp theo các anh chị, đây là chiếc xe Toyota Innova Venturer màu đỏ.
được sản xuất vào năm 2019. 2019. Đây, biển số xe. Ventura là một trong những mẫu xe khá là đặc biệt của Innova. Innova Ventura với những off-road kit và những cái tính năng an toàn của xe thì có đầy đủ các anh chị. Bãi thu khí, hệ thống cân bằng điện tử đều có hết ở trên sản phẩm này. Và hiện tại thì xe này mới ra thì đang có lắp cửa thì Huy chưa thể quay chi tiết phần nội thất bên trong cho các anh chị. Thì chiếc xe này hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 790 triệu, xe số tự động, đi được 52.000 cây số, 8 chỗ, khá là rộng rãi. Và bên cạnh đây là chiếc xe Fortuner máy xăng 2 cầu được sản xuất vào năm 2010, đi được 110.000 cây số. Và hiện tại thì đang được Vinh Huy chào bán với giá là 455 triệu, biển số thành phố nha các anh chị. Xe được trang bị là ghế da, hộp số, khá là rộng rãi, một chiếc xe cá nhân đi, gia đình sử dụng. 2010, nhưng chất lượng xe còn rất là mới và đẹp, với giá bán là 455 triệu. Và bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Innova xuất sàn 2019 và đăng ký vào đầu năm 2020. Một chiếc xe cá nhân đi, cũng khá là kỹ. Thì chiếc xe này hiện tại đi được 75.000 cây số và đang được Toyota Tân Cảng bên Huy chào bán với giá là 657 triệu các anh chị, 657 triệu. Xe trang bị bộ ghế da khá là đẹp. Và bọc trần, các chị, anh chị xem qua cái sản phẩm. Và ở dưới sàn thì đã lót sàn Simly rồi các anh chị. Cửa đóng rất là chắc luôn. Tắp bi cửa trước bên tài. Ghế da. Xe có trang bị bãi thu khí nha các anh chị nha, bãi thu khí. Đó. Anh chị nhìn những cái phím AC. Rồi, những cái nút nhắn khá là ok các anh chị nha. Innova là một chiếc xe khá là rộng rãi, gia đình anh chị mua về sử dụng thì thoải mái, 8 chỗ các anh chị, 8 chỗ. Và đây là chiếc xe Fortuner máy xăng được sản xuất vào năm 2016, một cầu nha các anh chị nha. Và chiếc xe này khá là chất lượng, đi được khoảng 70.000 cây số và hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 688 triệu các anh chị. Một chiếc xe SUV gầm cao, số tự động, được trang bị đầu DVD. Và chủ xe đi giữ cũng rất là kỹ, cá nhân đi các anh chị. Thì anh chị nào quan tâm đến những cái sản phẩm này thì anh chị vui lòng liên hệ, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị sử dụng những sản phẩm này. Với giá bán là 688 triệu các anh chị. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo 2017. Máy xăng, số động, một cầu. Chiếc xe này đi hiện tại thì đi được 57.000 cây số và giá bán 882 triệu. Thì Huy sẽ thông tin sơ bộ về vấn đề giá và cây số cũng như là về tình trạng ngoại thất cũng như là nội thất của xe cho anh chị và các bạn mình nắm. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm đến những cái sản phẩm này thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Xe trang bị đầu DVD, rồi có lại chỉ số trên vô lăng và khởi động bằng nút bấm start của anh chị. Hệ thống điều hòa tự động nha. Xe được sử dụng hệ thống hộp số tự động 6 cấp, ghế chỉnh điện 8 hướng. Cửa rồi đóng còn rất là chắc các anh chị. Ngoại thất còn đẹp. Và đối với chiếc xe này là biển tỉnh nha các anh chị nha, biển tỉnh. Và tiếp theo đây là chiếc xe Fortuner máy xăng được sản xuất vào năm 2012 và bản này là bản đặc biệt. TRD Sportivo 2 cầu và khá là rộng rãi và chất lượng của chiếc xe này rất là ổn luôn anh chị. Cá nhân đi, được chủ xe trang bị đầu DVD Android nha các chị, có tính năng ghi hình, camera hành trình nha các chị, hộp số tự động 2 cầu, rất là khỏe luôn anh chị. Cửa đóng rồi rất là chắc nha. Nội thất bên trong thì đây là bộ ghế da đó, màu kem khá là chất lượng, trần ni lông vỏ rồi còn rất là dài. Anh chị mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ cái vấn đề gì cả nha các anh chị nha. Ok, tiếp theo 2015 đã có khách đặt rồi các anh chị. Và đây là chiếc xe 2016
cuối 2016 thì Toyota ra mắt sản phẩm Fortuner với kiểu dáng thiết kế nó sẽ khác đi khá là nhiều, trẻ trung hơn và những option được trang bị cũng rất là nhiều. Thì chắc xe này khá là ổn anh chị. Cách âm toàn bộ xe, đèn thì được chủ xe nâng cấp lên, đèn trước và sau là sử dụng công nghệ đèn LED luôn anh chị. Đó, ghế da màu nâu, có bề tựa tay và vị trí để ly rất là chất lượng, rộng rãi cao ráo các chị. Và chiếc xe này thì hiện tại mới được bên Huy giảm giá nha các chị nha. Hiện tại từ 852 triệu thì hiện tại bên Huy đang chào bán chiếc xe này với giá chỉ có 832 triệu thôi. Một chiếc xe máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo các anh chị, 2016. Rộng rãi, ghế chỉnh điện khá là chất lượng, hộp số tự động 6 cấp, 65.000 cây số nha anh chị nha. Đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, có cruise control, lại chỉ số trên vô lăng và khởi động bằng nút bấm start stop, hệ thống điều hòa tự động. Khá là ổn với một mẫu xe gia đình đi khá là kỹ. Những cái tấm lót, những cái tấm bọc, tấm che nắng vẫn còn nguyên. Đèn là nâng cấp lên bộ đèn LED hết các anh chị. Đèn LED rất là sáng luôn. Và tiếp theo đây là chiếc xe Innova số tự động được sản xuất vào năm 2020. Bản G. Xe đi được 115.000 cây số. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 765 triệu. Hộp số tự động 6 cấp nha anh chị. Có chế độ Eco và Power 115.000. Có đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, đầu DVD. Trên trần thì đã được chủ xe bọc trần 5B. Và với chiếc xe này, chủ xe đi kỹ, bảo dưỡng toàn bộ trong hãng các chị, không làm ở ngoài. Hệ thống điều hòa 2 dàn lạnh và hệ thống điều hòa tự động nha các chị nha. Vỏ còn rất là dày. Và tiếp theo là chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu được sản xuất vào năm 2013. Màu bạc các anh chị. Đây, vỏ còn rất là dày. Đó, màu nội thất là màu kem. Đó. Được trang bị bộ ghế da còn rất là mới. Bọc trần 3D. Xe còn khá là chắc. Thì anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì anh chị mua về để sử dụng cho gia đình mình. Đó. Với giá bán hiện tại đang được bên Huy giảm giá, chỉ còn chiếc xe này hiện tại chỉ còn có giá là 558 triệu thôi nha các chị, 558 triệu. Đó. Ok, và đây là chiếc xe Fortuner máy xăng 2019 một cầu. Thì bên Huy cũng đã có anh khách khá là dễ thương ở Tây Ninh có xuống ủng hộ chỗ Huy rồi. Thì đang làm hồ sơ ngân hàng để đăng ký xe cho anh. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ Huy khá là nhiều những cái sản phẩm xe qua sử dụng. Và ngoài những cái sản phẩm mà bên Huy đã làm Marukuri làm đẹp trưng bày ở đây, thì bên Huy cũng mới vừa về một số những cái sản phẩm mới, thì Huy cũng sẽ cập nhật thêm để cho cô chú và các anh chị mình tham khảo. Rồi, Huy mời các anh chị cùng Huy xem một số những sản phẩm đang được mới vừa về và đang được bên Huy chuẩn bị đưa vào làm Marukuri. Huy mời các anh chị. Toyota Fortuner máy dầu số tự động được sản xuất vào cuối năm 2019 và đăng ký lần đầu vào đầu năm 2020 các anh chị. Mới đi được có 22.000 cây số thôi các anh chị nha. Máy dầu số tự động. Và chiếc xe này là một trong những cái sản phẩm rất là hiếm có tại Toyota Tân Cảng Minh Huy và mới vừa về luôn. Vỏ còn nguyên bản theo xe nha các anh chị. Đó, gây vỏ còn rất là dài. Vỏ được sản xuất vào tuần thứ 41 của năm 2019. Nguyên bản theo xe các anh chị. Xe còn rất là mới và đẹp. Chủ xe có trang bị những cái ốp hông các anh chị ha. Rồi, nẹp chân kính. Xe còn rất là mới. Đây, phần tắc bi cửa. Ghế chỉnh điện 8 hướng và xe được trang bị hệ thống túi khí là 7 túi. Hộp số tự động
6 số và có hệ thống eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là hệ thống power tăng tốc khi anh chị kích hoạt chế độ. 22.405 cây số là ô đô chuẩn của xe. Và xe có trang bị lại chuyển số trên vô lăng, rất là tiện lợi khi mà anh chị và các bạn mình chuyển số nha anh chị nha. Quy nổ máy, động cơ nổ rất là êm, có trang bị camera hành trình đầu DVD, camera gear rất là nét luôn. Và xe thì chủ xe mới vừa bảo dưỡng luôn các anh chị, mới vừa bảo dưỡng. Xe bảo dưỡng ngày 12 tháng 8 năm 2022 nha các anh chị nha. Lúc đó là 21.295 cây số. Ô tô chuẩn nha các anh chị. Đó, mọi thứ bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 1 tỷ 07 triệu nha các anh chị nha. 1 tỷ 07 triệu. Thì đây là một chiếc xe cá nhân đi ha. Anh chị đang quan tâm đến dòng sản phẩm Fortuner máy dầu tiết kiệm nhiên liệu và số tự động, rất là thoải mái, thuận lợi khi anh chị di chuyển. Ô rồi, xe tiêu hao nhiên liệu khá là ít, 6.9 lít trên 100 cây số khi anh chị chạy đường rừng. Tình trạng ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này còn khá là ok. Anh chị quan tâm vui lòng liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình. Huy sẽ định giá, Huy sẽ báo cho anh chị rõ hơn về thủ tục để anh chị mua về sử dụng chiếc xe này. Fortuner máy dầu số tự động cuối 2019 và đăng ký vào đầu năm 2020. Toyota Camry 2.5W được sản xuất vào năm 2016 các anh chị. Xe biển số thành phố, màu đen khá là đẹp nha các anh chị nha. Hệ thống đèn LED tự động bật tắt. Với đặc điểm là xe này chỉ làm bảo dưỡng trong hãng thôi các anh chị, đi rất là kỹ. Xe công ty có thể xuất hóa đơn cho các anh chị được nha, có thể xuất hóa đơn cho anh chị được. Vỏ còn rất là dày. Tình trạng ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này còn rất là mới. Bản 2.5W là bản cao cấp nhất của dòng Camry, có cảm biến sơ. Khi anh chị sơ vào đây thì cửa sẽ tự động mở mở ra. Với hệ thống năng kính tự động auto một chạm chống kẹt ở tất cả các cửa. Và có công nút nhớ vị trí ghế, vị trí gương cũng như là vị trí vô lăng. Nó sẽ kích hoạt chế độ vị trí của ghế cũng như là vô ga lăng cùng với gương chiếu hậu khi mà anh chị nhắn vào vị trí số 1 hoặc là vị trí số 2. Khi anh chị đã kích hoạt, đã thiết lập cái hệ thống gương gập điện tự động, vô lăng chỉnh điện. Xe vô lăng bọc da, hộp số tự động 6 cấp, có sạc không dây luôn các chị nha. Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, 3 vùng độc lập. Thì xe này mới được bên Huy lái về, chất lượng khá là ok. Cho nên anh chị nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ để Huy hỗ trợ tư vấn cho anh chị được rõ hơn. Xe được sản xuất vào năm 2016 các anh chị. Huy vừa nổ máy ha. Động cơ nổ khá là êm. Có lại chuyển số trên vô lăng luôn các anh chị nha. Lại chuyển số trên vô lăng. Đầu DVD, camera gear. Ở trên vô lăng thì trên tắp lô còn rất là mới, với những đường chỉ may, ốp gỗ carbon. Xe chỉ làm trong hãng thôi anh chị, chỉ bảo dưỡng trong hãng thôi. Cho nên chất lượng xe thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Gương chống chói tự động nha các chị nha. Rộng rãi cực kỳ luôn. Có rèm che nắng ở phía sau. Ốp gỗ carbon khá là đẹp. Và phía sau rất là rộng rãi, có bệ tựa tay, có thể điều chỉnh ghế cũng như là điều chỉnh hệ thống điều hòa. Điều chỉnh đầu DVD và rèm che nắng ở phía sau. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, có thể điều chỉnh được nhiệt độ ở bên tay, ở bên phụ cũng như là phía sau. Chiếc xe khá là chất lượng. Đây là chiếc xe
2.5W nha các chị nha, bản cao cấp nhất của dòng Camry. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 788 triệu nha các anh chị, 788 triệu, 2016 bản 2.5W. Xe đi được 105.000 cây số, odo chuẩn. Xe chỉ làm bảo dưỡng trong hãng thôi, cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Bên Huy sẽ bảo hành về động cơ và hộp số 1 năm hoặc 20.000 cây số. Anh chị nào có nhu cầu về sản phẩm thì vui lòng liên hệ để Huy có thể tư vấn rõ hơn cho anh chị về thủ tục để sửa sản phẩm này. Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2018, xe đi được 80.000 cây số. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 612 triệu. Vỏ còn rất là dài nha các anh chị. Đó. Tình trạng ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này khá là ok. Xe biển số Long An. Có dán phim che mưa. Ốp tay nắm cửa. Nội thất bên trong là màu đen. Màu đen nha các chị. Đó. Đầu DVD Android. Tấm lót cho đắp lô. Lót sàn. Innova là một trong những chiếc xe 8 chỗ khá là rộng rãi, phù hợp với anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình. Với một mức giá 612 triệu thì anh chị có thể sở hữu được chiếc xe mẫu 2018, có hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khay ngang dốc. Anh chị nào cần sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota thì đây là một trong những sản phẩm sẽ được sự hỗ trợ của ngân hàng. Toyota Fortuner máy dầu số sàn được sản xuất vào năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo các anh chị. Xe này còn khá là mới. Hiện tại xe đi được 12 vạn. Vỏ còn rất là dài nha các anh chị. Đó, xe này thì anh chị chỉ cần việc lái xe về và sử dụng thôi. Hiện tại chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 853 triệu. À, 853 triệu. Rộng rãi, khả năng vận hành cũng như là độ ổn định khi hoạt động thì thực sự Fortuner và đặc biệt là những sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo hoạt động khá là ổn định khi di chuyển trên đường trường cũng như là khi anh chị chạy ở những cái đường gồ ghề thì Fortuner là một trong những sản phẩm khá ổn định. Ngoài ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ thì Fortuner là một trong những sản phẩm giữ giá rất là tốt, do là chiếc xe về cái độ ổn định, khả năng bền bỉ của chiếc xe anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Rất là hiếm khi anh chị phải đi sửa chữa vì chiếc xe này rất là bền, rất là bền các anh chị. Fortuner tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ là đặc điểm mà khách hàng rất ưa chuộng trên dòng sản phẩm Fortuner này. 853 triệu nha các anh chị nha. Đó, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn cho anh chị ạ. Bên Huy mới vừa về chiếc Toyota Innova số sàn 2018 các anh chị, màu trắng, xe khá là đẹp, mới đi được có 50.000 cây số thôi. Đây là một chiếc xe cá nhân đứng tên, gia đình sử dụng, đi cũng khá là kỹ các anh chị. Đó, thì anh chị nào đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì anh chị liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn anh chị. Xe được trang bị khá là đầy đủ những cái option như là ghế da, rồi đầu DVD Android, rồi dán phim che mưa, lót sàn rồi đầy đủ các anh chị. Thì với sản phẩm này thì hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 622 triệu anh chị nha. Màu trắng. Đó, anh chị nhìn nè. Đó, bề mặt chưa có chi tiết à, anh chị nhìn không? Nó rất là đều và nó không có bị nhấp nhô nha. Tình trạng ngoại thất của xe này thì khá là ổn anh chị. Đây là phần tapi cửa bên tay. Thì Huy cũng quay sơ bộ ha, sơ bộ giới thiệu cho anh chị để anh chị nắm rộng rãi. Ở trên trần thì chú xe có bọc trần 3D các anh chị, trần này khá là mát. Mỗi hàng ghế đều trang bị hai cửa gió điều hòa nha. Đó, đèn ở trên trần này đủ luôn. Xe được trang bị đầu đi Android. Có Bluetooth rồi các anh chị, có YouTube nhé, YouTube rồi đầy đủ. Đây, đó,
còn rất là mới và đẹp nha. Thường anh chị nhìn nè, những cái tắc pin mà bên tài này nó xe có kỹ hay không là nó nói lên rất là nhiều, rất là nhiều. Bàn đạp ga, bàn đạp côn, bàn đạp thắt, mọi thứ khá là ok. Rồi, anh chị nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm này thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sửa sản phẩm này. Và Huy cũng mới vừa giới thiệu những cái sản phẩm đang có mặt tại Toyota Tân Cảng cho quý cô chú anh chị. Thì nếu như có nhu cầu về sản phẩm nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với Huy theo số điện thoại 0937 688 847, hoặc liên hệ nhắn qua Zalo cho Huy. Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cô chú anh chị về thủ tục để mình có thể sở hữu cho gia đình mình một chiếc xe giá hợp lý, chất lượng, đảm bảo và nhanh chóng để mình có thể mua về phục vụ cho việc đi lại của gia đình. Xin chào và hẹn lại cô chú anh chị ạ.